chị đập chưa? Khỏi đập gì chứ. Làm sao? Ngâm muối. Ngâm muối xong rồi bắt đầu tới chiều cho nó dợp da lại, xả nước muối rồi bắt đầu thắng đường đổ vô ngào cho khô luôn. Rồi, biết làm không? Sao không? Rồi sao bây giờ biết gì làm? Mẹ đi sợ không biết làm thì mình ngào đập, mình đập gì vậy? Trộn với muối. Thôi. Ăn không có ngon. Ngào không chị đó. Quậy bột rồi đó hả? Biết gì không? Hạt sen á, chị luộc. Chị luộc xong chín rồi. Luộc cái bắt đầu cái lấy cái bột mì phẳng á, luộc cái đổ ra nó lấy mì phẳng nó gãi lên, lăn cho nó dính bột đúng vô rồi. Thả cho nó sôi. Trời ơi, ăn gì nó ngon. Nó ngon cực kỳ luôn. Có nó sực gì đó nó ngon lắm. Cái này là chị lấy trùng. Thấy không? Lấy trùng trong đây chị có chọn một chút bột mì phẳng với một chút bột cái hạt chè, nếu mà nó quá mềm là nó không có ngon. Nó dẻo, nó phải hơi dẻo dẻo, cứ nhẹ nó mới ngon. Bởi vì chị phải lấy trùng như vậy. Đã này thì mà mình phải rất là thẩm qua. Chị luộc cho nó ra chút đắng á. Sẽ bắt đầu cái chị làm mà tẩu trứng á hả. Đồ tẩu trứng ngon với lót chậm. Không phải là bóp tẩu nha. Tàu bánh béo béo hả? Tàu hủ miền mà nó nấu tàu hủ ki rồi xong cái bắt đầu nó múc ra chưa tới tàu hủ ki á, còn non á nó kêu tàu hủ trứng, mùi ngon dữ lắm. Thế này kêu mua 300 gram hạt sen, mấy cái quả chè đậu trắng, không mua bọc bao nhiêu, nấu vài trăm gram hả? Để dành lại. Nhưng mà chị luộc hết. Chị luộc hết thì sao để dành? Để lại hả? Chị luộc hết thì mới nấu chè đậu trắng. Trắng với lại xem nè. Chứ nếp hơi ngon cô bằng dữ dội luôn. Bữa đó đến vỗ bút ra ai ăn ta té nữa. Trời trời chè gì ngon dữ rồi trời. Không hải với chồng á. Trời trời đó vừa mới chè ngon dữ vậy chị. Rồi Phương mới nói trời ơi chè này bên Mỹ đó, nấu kiểu Mỹ đó ông nội ơi. Nấu cương. Tôi nói tôi nấu cương đó cha ơi. Hạt sen với nếp, chị để có 2 nắm nếp và lỏng chứ không có đặc sệt nha. Xong bắt đầu nấu bằng nước giảo á. Rồi cái nó nguội cái đổ nước cốt vô mà nó ngon. Tuyệt vời luôn như đó cha. Mà đổ nước giảo thì phải bớt không? Hả? Đổ cái này hả? Chị tính đổ sữa tươi nè. Vậy hả? Sữa tươi với chị không? Chị chia ra 3 phần. Một phần là sigo bạc hà. Ngon có màu. Một phần là sigo nho, một phần là sigo dâu. Chế sigo có đó. Có hương vị. Đúng rồi, mình lấy tính làm gì đó. Đó. Chị tính chế gì đó. Chị cứ ghê. Mẹ nó tao làm mẹ nó cho nó màu trắng không mẹ nó đi. Trời ơi, làm gì nhìn nó đẹp rồi nó ngon đó bà. Bà làm mình hơn bà làm mà cực. Thôi, cái gì đâu cực. Tính dỗ là có mình nhóc chân đó cực đâu. Bà ai tiếp đâu. Bà Khương có xuống sớm bữa hả? Khương có xuống có rửa chén không mà chứ bà làm gì. Bà Khương rửa chén không mà hả ơi. Chứ bà đâu có biết làm cái gì đồ Thương. Đâu, chị làm không à. Bữa đó làm món măng xào với đậu gián. Với một món nấu tiêu chấm bánh mì với lẩu mắm với một dĩa đồ nguội. Nhiều mấy bàn à? 3 bàn. Giờ đám dỗ cũng 3 bàn hoài tới vậy đó. 3 bàn là vừa dữ lắm luôn. Ừ. Ở trong nhà anh em vậy đó. Khách đó. Khách thứ bà con á thì một bàn. Mấy ông đồng đạo một bàn. Rồi xong trong nhà cuối bàn. Cùng bàn rồi. Vậy đó. Nấu tiếng 3 bàn chỉ chế đồ ăn dư hơn 3 bàn. Trời ơi thì ăn ăn dung trùng hết trơn. Đồ ăn dung trùng. Ở đây bắt than ra. Than gì? Than thanh nước. Làm gì? Nước thịt. Trời. Qua xà tốt chẳng có quá hả? Gì? Ai biết? Chè tôi có kìa. Không, có gì đó xài đi chứ mua. Giả tôi mua than cho cắt con nước thịt. Dạ. Thôi khỏi tiếp, xuống ăn thôi. Ừ. Xuống ăn với sách về. Rồi xuống sách về.
Bột này là mình trộn ba loại nè. Ở trong đây là bột mì khoảnh, rồi bột nếp nhiều hơn. 2 muỗng mì khoảnh, 2 muỗng bột 2 muỗng mì khoảnh, 2 bột mì ngan. Để khi mình dò viên chè là nó làm cho viên chè nó cứng, cái viên chè nó không có bị nhão. Nếu mình nhồi bột nếp không thì viên chè nó rất là mềm, nó nhão, ăn nó ngán. Cho nên mình thêm một hai loại bột đơn giản khác vô luôn cho cái viên chè nó vừa mềm mà nó vừa hơi cứng, viên chè nó không có bị ngán. Ngày hôm nay mình sẽ làm ba hương vị khác nha. Mình sẽ trộn một loại là dâu, một loại bạc hà, một loại nho. Mình sẽ làm ba màu. Mình sẽ chia ra 3 phần. Mình chế mình làm màu bằng siro, siro dâu, thơm lắm, siro dâu, siro cam, siro nho. Sữa này mình châm từ từ vô để cho nó vừa tay mình nhậu. Mình nhồi cho nó vừa tay, đâm bột mình dò chè nó vừa tay của mình, nó đừng bị khô quá mà cũng không có nhão quá. Trong bột này mình nêm một chút xíu muối, mọi người, một chút muối vô thì cái viên chè nó sẽ vừa ăn, nó có cái độ vừa ăn, không có bị lạc lẽo cái viên chè. Rồi đây là màu dâu của mình. Tiếp theo là mình sẽ làm màu bạc hà nha.
Thơm bạc hà. Rồi không, mình chuẩn bị bột xong. Mình nhờ bột rất là mịn đấy các bạn. Trước khi mình nấu chả ỉ, hôm nay chả ỉ của mình sẽ để hạt sen nữa đó các bạn. Đây là hạt sen tươi mình sắp sửa luộc. Mình bắt hạt sen mình luộc thì mình cho một chút muối, khoảng một muỗng cà phê muối, cho hạt sen nó thấm muối nó ngon. Cái món chả ỉ hạt sen của mình ngày hôm nay á, thì là mình chế biến hạt sen như thế này nè mọi người. Hạt sen về mình luộc để chút muối vô cho nó chín mềm. Xong thì mình sẽ rưới bột mì khoảnh vào lúc nó còn đang nóng á. Mình sẽ rưới vào trong cái hạt sen. Và hạt sen nó đã thấm rồi nè. Rồi mình bắt nước sôi lên nha, mình thả vô. Khi mà mình thả hạt sen với bột mình vô như thế này là hạt sen nó thấm bột, nó dính vô rồi thì hạt sen nó sẽ giòn. Nó sẽ giòn với bột mì khoảnh. Như mọi người. Đó, mình để vô xong rồi mình quậy đều lên nha các bạn. Mình chờ cho hạt sen nó chín lên rồi mình vớt ra nha. Chín bột á, mình sẽ vớt ra. Cái khâu mình dò chè nha mọi người. Dò chè dễ thương lắm. Chồng bé gai đẹp trai nói dai của mình khoái dò chè. Khoái quay phim cái này bỏ vô lắm nè. Mọi người thấy viên chè dễ thương không? Màu xanh bạc hà. Là màu hồng của dâu đó mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra những cái nào nó nổi lên thì nó đã chín rồi đó các bạn. Đây là nước lạnh nha. Mình vớt ra ngoài cái thao nước. Ở đây hạt sen mình cũng đã vớt ra rồi. Nó thấm một lớp bột mì khoảnh. Trong nó rất là giòn, nó trong veo, nhìn nó ngon lắm. Cách nấu ăn của gia đình của mình đó, mình làm rất là đơn giản, dễ làm và rất là ngon.
không có bị ngán nha các bạn. Mình tự chế biến ở nhà mình đó. Thì khi mình chế biến như vậy thì mình làm theo cái ý của mình. Ở đây là bột mình trộn ba loại như vậy đó, thì cái viên chè yến của mình nó không có bị quá mềm, nó không có nhão nha các bạn. Mình sẽ cho nước thêm vô nha, nước mình đun sôi sẵn rồi mình thêm vô nó dễ chín. Mình giò viên giò viên chè yến mình rất là giò gọn nhỏ, trông cho nó dễ thương nha mọi người. Thật ra thì cái viên chè này nó không có cần đủ hình dáng bằng nhau gì hết, nó muốn to muốn nhỏ gì tùy theo mình thôi. Rồi xong, bắt đầu cái màu hồng nó đã chín, mình sẽ vớt màu hồng. Đẹp không? Rất là dễ thương. Quá đẹp luôn. Những cái gì mình làm á các bạn, mình thích lắm. Cho nên mình muốn chia sẻ với mọi người, mình làm dễ thương, mình nói nó dễ thương nha các bạn. Mà mọi người cứ nhìn thấy nó dễ thương giống như mình không biết nữa. Mình thấy cái viên chè của mình rất là đáng yêu. Hồng hồng, xanh xanh. Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó ham. Chị em chắc rất khoái lắm. Xanh màu đỏ màu hồng chị em khoái lắm. Mình làm lẹ tay nha mọi người, nó chín nó phật lên, làm chậm quá nó chín không đều, cho nên bắt buộc mình phải ra giò cho lẹ tay nha. Thấy cái viên chè của mình nó giòn ịnh, nó tròn ịnh dễ thương lắm. Cái hạt sen mà khi mà mình lăn bột mình luộc như vậy đó là mình nấu ra chè thành chè các bạn, nó giòn giòn, cái hạt sen nó rất là ngon, không có bị ngán, ăn nó sẽ tăng cái cảm giác ngon lên, kích thích. Còn nếu mình để như vậy mình nấu cũng được, nhưng mà nó có bột nhiều quá nó ngán. Hạt sen nó nhiều bột lắm, cho nên khi mình lăn ở trong bột mình luộc như vậy nó làm cho cái hạt sen mình nó giòn nữa. Nó vừa giòn mà nó vừa có bột ngon lắm. Giống cái trứng thằn lằn. Chắc hơi to hơn trứng thằn lằn. Thằn lằn nhái. Nhỏ mình khoái chơi nhà chòi á mọi người. Đánh dỗ thằn lằn. Tào lao dữ lắm. Đi chợ hái lá rau cỏ đồ lá này lá kia rồi nấu đám giỗ bắt chước người lớn đó các bạn.
Chơi nhà trò nhỏ dễ thương đó, kỷ niệm thời thơ ấu. Con thằng lằn thì mình chẳng ưa gì hết á, mà mình khoái làm đám giỗ thằng lằn, nó tào lao gì đó. Nó ỉa tùm lum nhà cửa chỗ nào cũng có, chứ mình bực bội gần khùng luôn đó. Mà mình chơi nhà chòi mình ưa nó đám giỗ thằng lằn, mình mắc cười thật. Mâu thuẫn nha các bạn. Mình thấy nó nhỏ nhỏ nó cũng dễ thương, nhưng mà có điều ghét nó ỉa bậy quá, không ưa. Bậy xíu dắt. Nó sôi như vậy đó mọi người, nó phịch lên á là nó chín cái viên chè của mình, nó tuyệt đối luôn mọi người. Nó nổi phịch lên cái là nó chín rất là ngon luôn á các bạn. Lúc mà mình giò mình để vô thì nó chìm, nhưng mà khi nó phịch lên như vậy là nó đã chín rồi á. Chín cho nên nó phịch lên trên mặt nước á. Cho nên mình dễ nhận biết. Rồi đây là mình nấu ớt đường nha các bạn. Cái món chè ỉ ngày hôm nay á, là mình sẽ nấu với nước dảo, nước cốt dừa. Mình để khoảng 300 g đường với cái nồi chè của mình. Có lẽ là mình sẽ nêm từ từ thôi, không nhất thiết là mình sẽ để một lượt. Vì vậy mà mình chỉ thử nó vừa cái độ ngọt, nó ngọt quá là nó sẽ ngán các bạn. Tại vì thường nó cái món chè mình không có thích làm ngọt nhiều, làm cho nó vừa ngọt thôi, nó không có ngán. Một ít nước dảo nè, một ít nước dảo vô trong đường, vô nước đường. Dễ thương của mình vô thôi. Chè hạt sen rất là dễ thương. Khi mình ngâm ở trong cái nước nguội như này viên chè nó son lại, nó không có bị dơ nha. Thà lè cái viên chè, son nó ráo cái viên chè ngon lắm. Rồi thì mình cũng sẽ để lửa nhỏ đó các bạn. Mình để lửa nhỏ cho nước đường với nước dảo, cho lửa nhỏ nó sôi liu liu để cho nó sắc cái nước chè mình xuống. Khi nó sắc xuống nó vừa với cái độ mà mình nhấy rồi mình dạo nó lên, vậy nó vừa với cái chè với nước đường của mình, thì mình sẽ tắt bếp và cho nó cốt vô. Chè của mình không có làm quá ngọt, mình làm ngọt rất là vừa thôi, để mình ăn nó không có bị ngán nha các bạn. Là xong rồi đó, nước cốt nó là xong rồi đó, đã hoàn tất. Múc ra ăn chén cho Mỹ dân chồng thưởng thức. Đây, đây là chén chè ỉ và hạt sen nè mọi người. Mọi người nhìn chén chè rất là hấp dẫn ngon phải không các bạn?